Hiếu Huy đang ở khu vực đường nối lúc này và đang được bắn vào, đây là tốt tới từ Hồ Vinh. Hạ gục được Hiếu Huy rồi. Double kill dành cho Hồ Vinh. Tấn công thẳng vào trong bonfire, Hồ Vinh có triple kill ở đây. Hồ Vinh đang bắn quá kinh khủng trong cái lượt trận này. Round đấu này để giúp cho Headhunter có cơ hội vươn lên. Lúc này một tiếng đẩy vào, chém dao tới từ vị trí của AZ1. Thật vẫn ngay được trong cái trận này ư? 2-1 dành cho Headhunter và Hồ Vinh có 4 mạng trong cái round đấu này. Có 1 mạng, Hiếu Huy có double kill và 2 đấu ai. Một tình huống Duy Ân đang đứng ở ngay khu cửa nhà đen mà thôi. Smile đang quay trở lại khu mid đẩy ra đây. Hiếu Huy có thêm một mạng nữa. Đây là cái giá phải trả cho cái việc nhây này. Hồ Vinh một đấu ai. Nào, rút dao ra nữa đi nào. Đẩy vào đây tới từ Hiếu Huy. Đẩy vào và đó là Hồ Vinh nằm xuống. 2-1 đều dành cho ai. Họ đang muốn tấn công vào bom sai B. Ben con có một mạng và đây là Huy Anh hạ của một người. Huống là 1-2. Duy Anh vẫn đang cố gắng xây. Duy Anh có double kill. 4 đấu ai còn lại bên phía của Hunter. Triple kill của Duy Anh. Duy Anh đang tỏa sáng đúng lúc nhưng đó là double kill của lại của Hùng Hia. Hùng Hia thì có một đấu ai, Hùng Hia bị hạ tới được Duy Anh và như vậy là 5-9 cho bên phía của Headhunter.